Đứng lại. Hả? Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Vấn đề là ngươi đã giết đồng loại của ta. Vậy ngươi sẽ phải trả giá. Trả giá cái gì mà trả giá? Yeah. Gai lưng tấn công cái gì? May mà mình trâu bò đấy, chứ nếu không là mình đã chết rồi. Mấy cái này là cái gì đấy? Ngươi là cái thá gì vậy? Là cái thá gì là sao? Là cái thá gì là sao? Ý kiêu thủ sen. Ta thấy ngươi cũng khá là yếu mà. Mà tại sao ngươi lại Mà tại sao ngươi lại có thể giết được đồng loại của ta nhỉ? Cầm mõm đi. Mặt của ta. Con chó này nè. Xin nó rơi vào đầu. Nó sẽ đâm thẳng vào người ngươi. Trêu đùa thế là đủ rồi. Hả? Kiếm? À, cái kiếm kia đâu? Ngươi đừng nghĩ gì vậy. Là đúng nhau. Thôi. Giờ ta sẽ kết liễu ngươi bằng chiêu này. Ý cha! Coi bộ người cũng nhiều đấy chứ. Thôi, ta đi đây. Hắn ta là cái gì vậy? Sao hắn ta mạnh kinh khủng? Nếu như mình theo như xích, nhưng mà theo như mình chỉnh đoán ấy, thì tên này mới sử dụng được 1.5% của hắn thôi. Vậy hắn còn mạnh đến cỡ nào nữa? Vậy là tên đó chắc chắn là một ai đó của trong băng đảng của bọn đế chế của mấy bọn con zombie kia vừa nói. Không ổn thật rồi. Không lẽ hắn ta đã xuất hiện rồi sao? Boss.